Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã đến với kênh Món Ngon Vừa Nấu. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách làm bánh khoai lang chiên. Cái món bánh khoai lang chiên ngòi giòn trong mềm dẻo, hòa quyện cùng mùi thơm của sữa và dừa, rất là ngon miệng. Nếu mà bạn nào thích cái món bánh khoai lang chiên này thì hãy cùng tham khảo cách làm của mình hôm nay nha. Để làm bánh khoai lang chiên thì mình đã chuẩn bị 300g khoai lang. Đầu tiên thì mình sẽ đem khoai lang đi gọt vỏ, rửa sạch. Nếu mà làm với số nhiều thì các bạn hãy pha sẵn một thau nước muối. Rồi mình gọt khoai xong, mình cho liền vào thau nước muối ngâm để khoai lang nó khỏi bị thâm nha. Khoai lang mình đã gọt vỏ, rửa sạch để ráo rồi. Để khỏi tốn lửa, tốn ga thì khi mà nấu cơm các bạn hãy cho khoai vào hấp luôn. Nếu muốn hấp khoai trong nồi cơm điện thì các bạn có thể dùng cái rổ hấp của nồi cơm để hấp, hoặc là các bạn cho khoai trực tiếp vào cái nồi cơm lúc nó mới vừa sôi cũng được. Mà cái nồi cơm nó mới vừa sôi thì các bạn hãy dùng đũa đảo đều. Đó, mình đảo đều như vậy. Sau đó thì cho khoai vào, đậy nắp, chờ cho cơm nó chín thì mình vớt khoai ra. Hôm nay nhà mình cúp điện nên mình nấu bằng ga các bạn. Còn nếu mà các bạn không có nấu cơm á thì các bạn có thể cho vào nồi để luộc hoặc là hấp cũng được nha. Nồi cơm của mình nó đã chín rồi nè. Bây giờ thì mình vớt khoai ra. Mình tranh thủ lúc khoai lang nó còn đang nóng thì mình nghiền cho nó nát ra. Các bạn đừng có để khoai nó nguội thì nó sẽ cứng hơn, mình nghiền nó sẽ khó hơn nha. Sau khi khoai lang đã nghiền nát ra rồi thì các bạn hãy cho thêm vào 3 muỗng canh bột năng. Một muỗng canh bột cốt dừa. Khoai lang mà có thêm bột cốt dừa thì nó sẽ thơm ngon hơn đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho thêm vào đây một xíu muối. Thay vì cho nước vào thì mình sẽ cho thêm vào đây một ít sữa tươi, cho cái món khoai lang chiên của mình nó thơm ngon hơn đó các bạn. Khi mà cho sữa vào thì các bạn nhớ cho ít ít thôi. Rồi mình dùng muỗng trộn đều. Khi mà thấy cái hỗn hợp nó hơi khô thì các bạn hãy cho thêm một ít sữa nữa. Chứ các bạn đừng có cho một lần vào nhiều quá thì nó sẽ bị nhão nha. Tổng cái lượng sữa tươi mà mình cho vào đây chỉ có 40ml thôi các bạn. Cái lượng sữa mình cho vào đây còn tùy thuộc vào khoai nữa nha. Nếu như mà khoai lang nó bột, nó khô thì cái lượng sữa mình cho vào sẽ nhiều hơn một chút. Còn nếu như mà khoai lang nó dẻo, nó nhão hơn thì cái lượng sữa mình cho vào sẽ ít hơn nha. Và nếu lỡ như các bạn cho nhiều sữa tươi, bột khoai nó bị nhão thì các bạn hãy cho thêm bột năng vào là được nha. Sau khi cho sữa vào bột rồi thì mình dùng muỗng trộn đều một chút xíu. Sau đó thì dùng tay nhào bột. Để cho bột nó dẻo mịn nhanh hơn thì mình thường hay cho vào cối để giã các bạn. Mình cho vào cối giã thì nó rất nhanh, khoảng 2 đến 3 phút là bột nó sẽ dẻo mịn các bạn. Đây các bạn giã sao mà bột nó dẻo mịn như vậy là được rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy bột ra, rồi mình lăn dài cái cục bột này ra. Sau đó thì dùng dao cắt bột thành nhiều cái phần nhỏ bằng nhau, để một lát mình nặn những cái bánh nó đều nhau, nó sẽ đẹp hơn đó các bạn. Xong rồi thì mình sẽ lấy một viên bột nhỏ, mình dùng tay vo tròn. Sau đó thì ấn dẹp ra. Đó các bạn, ấn dẹp ra như vậy. Như vậy là xong một cái bánh rồi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục làm cho hết cái phần bột này luôn. Sau khi nặn bánh xong rồi thì mình sẽ rưới lên trên một ít mè đen. Rưới mè xong rồi thì mình sẽ dùng tay ấn mạnh xuống cho mè nó dính chặt vào bánh. Sau đó thì mình sẽ lật mặt bánh lên. Và mình cũng làm tương tự như vậy nha các bạn. Sau khi mà nặn bánh xong rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi chiên. Để chiên bánh cho nó giòn ngon hơn thì các bạn hãy cho nhiều dầu một chút nha. Mình cho dầu vào chảo, bật lửa chờ cho dầu nóng. Khi mà dầu nó vừa nóng nóng thì các bạn hãy cho bánh vào chiên liền,
chứ các bạn đừng có để dầu nó nóng quá thì khi mình cho bánh vào nó rất dễ bị cháy nha. Sau khi cho bánh vào rồi thì các bạn hãy hạ xuống mức lửa vừa rồi trở thường xuyên cho bánh chín vàng đều hai mặt. Sau khi bánh nó đã chín vàng đều hai mặt như vậy rồi thì mình sẽ vớt cái dĩa mình đã lót sẵn giấy thấm dầu rồi. Nếu như mà các bạn muốn ăn bánh nó giòn ngon hơn thì các bạn hãy chiên thêm một chút xíu nữa thì bánh nó sẽ vàng giòn hơn nha. Đây là cái dĩa bánh mình mới chiên xong nè các bạn. Các bạn hãy tranh thủ ăn lúc còn nóng thì nó sẽ ngon hơn. Và khi ăn thì các bạn có thể chấm cùng với tương ớt hay là sốt mayonnaise. Khi nào có thời gian thì các bạn hãy làm cái món bánh khoai lang chiên này để chiêu đãi cho gia đình mình nha. Đến đây thì video của mình cũng đã kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video món ăn ngon tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.